Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Soi dò Minamino từ đối thủ của Đoàn Văn Hậu đến đồng đội của Salah. Trong những ngày qua, truyền thông Anh đang chuyển sự quan tâm về phía Liverpool với việc chiêu mộ thành công Takumi Minamino. Khi khoác áo một ông lớn của xứ sương mù, tiền vệ 24 tuổi được chờ đợi sẽ nối gót Kagawa hay Okazaki để bước lên ngôi vương Premier League. Trong vòng 5 năm qua, Minamino, tân binh của Liverpool đã có dịp 4 lần so tài cao thấp với Nguyễn Công Phượng trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cùng Mr. Zero soi dò Minamino từ đối thủ của Đoàn Văn Hậu đến đồng đội của Salah. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Theo truyền thông tại Anh, Liverpool và Red Bull Sabres đã đạt thỏa thuận với nhau về trường hợp để tiền đạo Takumi Minamino chuyển tới Anfield ngay trong tháng giêng tới. Để có được ngôi sao người Nhật Bản, The Kop sẽ phải trả cho đại diện của nước Áo mức phí là 7,25 triệu bảng, chính là số tiền giải phóng hợp đồng của Minamino. Lý do mà Jurgen Klopp muốn sở hữu tiền đạo người Nhật Bản này là bởi anh là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công. Phong cách của Minamino có phần tương đồng với Roberto Firmino, trong khi Liverpool đang cần một phương án dự phòng chất lượng cho chân sút người Brazil. 7,25 triệu bảng cho Minamino là cái giá khá hời đối với các nhà đương kim vô địch châu Âu. Sự có mặt của Minamino sẽ giúp cho chiều sâu đội hình của Liverpool trong giai đoạn cuối mùa giải là rất chất lượng. Thậm chí, nếu chỉ sử dụng một đội hình B với sự góp mặt của Minamino, Lữ Đoàn Đỏ hoàn toàn có thể cạnh tranh với bất kỳ đội bóng lớn nào. Nhiều người nhắc đến Minamino với các cuộc đối đầu với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, thuở 18-19 tuổi. Điều đó không sai, như thay vì giật tích theo kiểu thấy người quen bắt quàng làm họ, ta có thể thấy được nhiều bài học cuộc sống ở đấy. Minamino sinh năm 1995, như vậy là cùng tuổi với lứa thế hệ vàng của đội bóng đá Việt Nam bây giờ. Và trên thực tế là trong vòng 5 năm qua, tân binh Liverpool đã có dịp 4 lần so tài cao thấp với Nguyễn Công Phượng trong màu áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hãy cùng Mr. Zero tái hiện lại những lần đối đầu giữa hai ngôi sao trẻ thông qua clip ngay sau đây. 1. U19 Việt Nam 07 U19 Nhật Bản năm 2014. Đó là trận đấu diễn ra vào đầu năm 2014 khi U19 Việt Nam trong vai trò chủ nhà tổ chức giải Tứ Hùng với các đội U19 là AS Roma, Tottenham và Nhật Bản. Khi ấy, Công Phượng và Minamino là những tiềm năng hy vọng lớn của nền bóng đá Việt Nam và Nhật Bản. Cũng chính vì thế mà ngay cả khi có sự chênh lệch về đẳng cấp giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản thì màn so tài giữa Công Phượng và Minamino vẫn đem đến sự chú ý đặc biệt. Tuy nhiên, trận đấu đó lại là sàn diễn riêng của Minamino và các đồng đội khi bóng lăn chưa đầy một phút, Minamino đã đưa U19 Nhật Bản vượt lên. 4 phút sau, tiền đạo trẻ từng suất tung lưới MU hùng mạnh năm 2013 lại ghi bàn với cú đệm bóng vào lưới trống sau khi cả hàng thủ U19 Việt Nam bị đánh bại trước đó. Ở giải đấu này, Minamino đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất. Sau chiến thắng 7-0 trước U19 Việt Nam nói riêng và cả giải Tứ Hùng nói chung, Minamino trở về Nhật Bản và tiếp tục tỏa sáng tại J-League 1. Anh cập bến Red Bull Sabres và ghi 40 bàn sau 127 trận. Ở Sabres, Minamino có 4 lần vô địch giải vô địch quốc gia Áo và 3 lần đoạt cúp quốc gia Áo. U19 Việt Nam 1-3 U19 Nhật Bản. 9 tháng sau trận thua 0-7, U19 Việt Nam lại đụng độ U19 Nhật Bản tại vòng chung kết U19 Đông Nam Á năm 2014. Minamino và Công Phượng đều xuất hiện trong đội hình ra quân, cả hai đều không ghi bàn. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Golome Graenchen đã cho các cầu thủ U19 Việt Nam chơi chặt chẽ hơn, chịu phòng ngự hơn, qua đó hạn chế số bàn thua so với thất bại trước đó. U19 Việt Nam thua 1-3 U19 Nhật Bản chung cuộc. 3. U22 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản năm 2015. Một năm sau, Công Phượng có thêm dịp gặp lại Minamino khi U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản gặp nhau ở vòng loại U23 châu Á năm 2016. Ở thời điểm ấy, Công Phượng nổi lên là một trong số những cầu thủ quan trọng của huấn luyện viên Toshiya Mura. Chính anh là người đã tạo cơ hội để Huy Toàn ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia ở lượt đấu đầu tiên của vòng loại. Mục tiêu của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Nhật Bản là làm mọi cách để hạn chế số bàn thua, đặc biệt là phong tỏa Minamino, trong đó Công Phượng cũng đóng vai trò hỗ trợ phòng ngự.
U23 Việt Nam đã khiến U23 Nhật Bản trải qua một trận đấu rất khó khăn và nếu như không có cú đúp của Nakajima, U23 Nhật Bản chưa chắc đã có 3 điểm trước thầy trò Mura khi ấy. Một năm sau, U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản cùng giành vé vào dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2016. Nhưng Công Phượng cùng các đồng đội sớm rời giải từ vòng bảng. Trong khi đó, Minamino cùng U23 Nhật Bản vô địch giải đấu đó và lên đường tham dự Olympic năm 2016. 4. Việt Nam 0-1 Nhật Bản năm 2019. Công Phượng và Minamino lại có dịp gặp nhau, lần này là ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại tứ kết vòng chung kết Asian Cup năm 2019 dưới bàn tay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Công Phượng dù không nổi bật như Quang Hải nhưng vẫn là một tay săn bàn nổi bật cho U23 đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước trận gặp Nhật Bản, chính Công Phượng đã có những trận đấu rất nổi bật ở vòng chung kết Asian Cup với 2 bàn thắng trước Iraq và Jordan, trong khi Minamino nhạt nhòa hơn. Ở trận đấu với Việt Nam, Minamino bất lực trong 89 phút trên sân trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Trong khi đó, dù cũng không thể có được pha lập công nào, nhưng Công Phượng tiếp tục có một trận đấu năng nổ, tích cực và được giới chuyên môn đánh giá cao. Đó cũng là bước đệm để Công Phượng được Sintruden, Mỹ mượn với bản hợp đồng 1 năm. Còn với Minamino, Nhật Bản của anh vượt qua Việt Nam với tỷ số là 1-0 do công của Ritsudan. Vượt qua tứ kết rồi bán kết, Nhật Bản bước vào trận chung kết với Qatar. Minamino nổ súng nhưng không thể giúp Nhật Bản tránh khỏi thất bại 1-3 trước Qatar. Vừa rồi chính là 4 lần Minamino đối đầu với Công Phượng trước khi đến với Liverpool. Có thể thấy câu chuyện của Minamino truyền cảm hứng tới bóng đá Việt Nam. Từ một đất nước chỉ đam mê chứ không mạnh về bóng đá, chúng ta đã vươn tầm mạnh mẽ trong 2 năm qua và bắt đầu xuất khẩu những cầu thủ sang châu Âu như Công Phượng, Văn Hậu, tới đây có thể là cả Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn. Nước thác từ chỗ không thể đã trở thành có thể, vậy làm gì không tiếp tục cố gắng mà mộng mơ. Mới đây, Văn Hậu đã có trận ra mắt đội 1 Heroven và dù chỉ vào sân từ phút 89, đã vẫn là một dấu ấn đáng nhớ, đủ để người ta tin vào một cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam. Nếu bạn thấy clip này còn thiếu một trận đấu nào đó, hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để đón xem được những thông tin mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!